Thưa quý vị, hôm nay Chủ nhật ngày 19 tháng 5 năm 2019, ngày kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2019, kỷ niệm 129 năm ngày sinh nhật là dịp để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay, có những thông tin đáng chú ý sau. Ông Đặng Thanh Vân vẹn nguyên ký ức về lần gặp Bác Hồ. Triển lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã bị loại bỏ hoàn toàn. Đó là nhận định của các lực lượng quân sự tại Syria. Thưa quý vị, hôm nay ngày 19 tháng 5 là ngày đặc biệt quan trọng với tất cả mọi người, mọi ngành và là một trong những ngày vui nhất của dân tộc Việt Nam, đó là kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Bác. Hàng năm khi đến ngày này, hình ảnh Bác Hồ kính yêu luôn hiện diện trong lòng mỗi người dân Việt, nhất là với những người đã vinh dự được gặp Bác. Em là thế hệ trẻ, em không may mắn được gặp Bác, nhưng em chỉ nghe qua sách với lại báo đài. Nhưng mà em luôn ý thức được là em học tập và làm theo tấm gương Bác từ những việc mà nhỏ nhất hàng ngày. Tâm tư tình cảm của bạn Nguyễn Tấn Nghi cũng là đại diện cho thế hệ trẻ đối với Bác Hồ kính yêu. Đây cũng chính là điều đã thôi thúc chúng tôi đưa Tấn Nghi và các bạn đoàn viên ở thị trấn Bến Lức tìm đến nhà ông Đặng Thanh Vân, sinh năm 1935, cùng ngụ trên địa bàn thị trấn Bến Lức, người đã vinh dự được gặp Bác Hồ cách đây gần 60 năm. Nhà nước mình tổ chức một cái cuộc duyệt binh lớn để biểu dương cái lực lượng quân đội của mình lúc đó. Thì Bác lúc đó đang học trong cái trường sĩ quan pháo binh. Thì được tuyển đi học cái lớp để duyệt binh. Thì 30 tháng 8 là ngày duyệt binh thử tại Hà Nội. Thì lúc đó bộ đội đi duyệt binh về thì được cái tin là thông báo là sẽ có cái phái đoàn của chính phủ đến thăm. Thì Bác Hồ là người đi đâu thì Bác mới đứng ra chấp tay thưa Bác, chúc Bác khỏe. Bác Hồ mới đứng ra ông hỏi cho chú người Việt Nam phải không. Bác mới nói dạ thưa phải, cháu ở Trà Vinh tập kết ra Bác. Thì ông hỏi cho bây giờ làm gì, Bác Hồ hỏi cho bây giờ làm gì. Thì Bác nói cháu đang học trường sĩ quan pháo binh. Thì ông vỗ vai ông nói vậy tốt lắm, ráng học cho giỏi. Lúc đó đi là còn có Bác Hồ nè, Bác Tôn Đức Thắng nè, Bác Võ Nguyên Giáp, Bác Trường Chinh, rồi một số người nữa. Thì đơn vị mà tập họp ngồi lại cái đoàn Bác Hồ mới nói chuyện. Bác Hồ nói là bữa nay Bác với phái đoàn chính phủ tới thăm đơn vị duyệt binh để cho các cháu thấy, nhìn rõ Bác và các chú các bác trong chính phủ, để là khi ra duyệt binh nước ngoài, tức là ngày 2 tháng 9 là duyệt binh, thì là đừng có lo nhìn trên khán đài nhiều quá, để tập trung để mà giữ cái hàng ngũ mình cho nó thẳng thốn và nghiêm chỉnh. Lần đầu tiên mình gặp Bác Hồ, mà gặp Bác Hồ được cũng là một cái điều vinh dự cho mình nha. Và thấy được cái sự quan tâm của Bác từng cái việc nhỏ như thế là thấy được cái vinh dự của mình. Cho nên cái đó là Bác là nhớ suốt đời không bao giờ Bác quên. Qua câu chuyện kể của ông Đặng Thanh Vân, khi trở về với cuộc sống, với công việc, các bạn đoàn viên sẽ biến tình cảm của mình với Bác Hồ kính yêu thành những hành động, việc làm cụ thể từ những điều nhỏ. Sáng nay 19 tháng 5, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch, tại chùa Thiên Châu, phường 3, thành phố Tân An, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức trọng thể Đại lễ Phật đản Vê Sắc Phật lịch 2563, Dương lịch 2019. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Được, lãnh đạo một số sở ban ngành, các địa phương và đông đảo Phật tử trong tỉnh tham dự. Tại
Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, tuyên đọc thông điệp Phật đản Vesak 2019 của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tới Tăng Ni Phật tử nhân Đại lễ Phật đản, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2019. Phật lịch 2563 mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam đăng cai tổ chức mới đây tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Đại lễ Vesak là lễ hội văn hóa thế giới được Liên Hiệp Quốc công nhận vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 nhằm kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Đối với là một Phật tử của chùa Tiên Châu cũng mong là được là thế giới hòa bình, dân dân an lạc. Mình phải làm theo những gì giống như Phật dạy, nó làm đúng như những lời Phật dạy, ráng giúp được ai thì mình cứ giúp, mình làm gì được, mình cảm thấy lương tâm mình không cắn rứt thì mình cứ làm, là đó là mình giúp người ta rồi. Chúc mừng thành công của Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2019, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, ông Nguyễn Văn Bon ghi nhận đánh giá cao sự đóng góp của đồng bào Phật giáo tỉnh nhà trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sản xuất, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là hoạt động từ thiện trong năm qua với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Trong khuôn khổ Đại lễ Phật đản Vesak, các vị lãnh đạo tỉnh, chư tôn đức tăng ni Phật tử đã thả bong bóng và chim bồ câu để cầu chúc quốc thái dân an, thế giới hòa bình và sự hạnh phúc an lạc cho mọi người. Hơn 190 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và lực lượng dân quân tự vệ đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố, trường quân sự, trung đoàn 738 về tham dự hội thi an toàn giao thông năm 2019. Với các nội dung thi, hiểu biết các nội dung của luật giao thông đường bộ, các nghị định của chính phủ liên quan đến an toàn giao thông, tuyên truyền về an toàn giao thông, thi lái xe an toàn và nhiều nội dung của cuộc vận động 50 về quản lý vũ khí trang bị, tốt bền an toàn tiết kiệm an toàn giao thông. Qua hội thi, góp phần tuyên truyền phổ biến rộng rãi những quy định của pháp luật về an toàn giao thông để nâng cao ý thức tự giác và trách nhiệm của mỗi quân nhân khi tham gia giao thông, chủ động phòng ngừa, hạn chế vi phạm trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trong lực lượng vũ trang tỉnh. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy cho tỉnh tổ chức hội thi nhằm đánh giá nhận thức của cán bộ chiến sĩ về luật giao thông đường bộ, khả năng của đội ngũ lái xe quân sự trong tỉnh để rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm nhằm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông trong lực lượng vũ trang tỉnh. Tuy đây là lần đầu tiên tổ chức, nhưng hội thi đã thu hút một số lượng đông đảo thí sinh tham gia cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng về nội dung tuyên truyền, luyện tập kỹ năng lái xe nên kết quả hội thi đạt cao. Sau 2 ngày đua tài sôi nổi, hội thi an toàn giao thông lực lượng vũ trang Long An đã thành công với kết quả cao. Phần thi hiểu biết có 87% thí sinh đạt khá giỏi, phần thi tuyên truyền có 100% đạt khá giỏi xuất sắc, trong đó có 10% đạt xuất sắc. Phần thi thực hành lái xe có 42% đạt xuất sắc. Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho lực lượng vũ trang huyện Bến Lức, giải nhì toàn đoàn cho lực lượng vũ trang huyện Thủ Thừa, giải ba toàn đoàn cho lực lượng vũ trang huyện Cần Đước cùng 15 giải cho các cá nhân khác. Hội nông dân huyện Đức Huệ phát động xây dựng mô hình hố chứa rác thải nông nghiệp và chọn ấp 2 xã Mỹ Thành Đông làm điểm thực hiện. Tiêu chí số 17 về môi trường là một trong những tiêu chí khó trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Đức Huệ nói chung và xã Mỹ Thành Đông nói riêng. Bên cạnh các phong trào mô hình về bảo vệ môi trường được duy trì có hiệu quả như vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, phong trào 503 sạch do hội phụ nữ làm nòng cốt, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh của đoàn thanh niên, xanh sạch đẹp trong các trường học đã từng bước cải thiện chất lượng môi trường. Hội nông dân huyện phát động trong toàn hệ thống hội chung tay đóng góp kinh phí xây dựng hố chứa rác thải nông nghiệp nhằm tuyên truyền vận động mọi người tích cực tham gia và nêu cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường. Các xã thị trấn thì đóng góp cái kinh phí để tập trung xây dựng hố chứa rác thải, xây dựng bằng bê tông có nắp đậy để đảm bảo cái vệ sinh môi trường. Và đơn vị Mỹ Thành Đông cũng đã chọn cái ấp 2 để làm điểm để tập trung xây dựng các cái hố chứa rác thải. Sau đó thì sẽ nhân rộng cái mô hình này ra trong toàn xã Mỹ Thành Đông. Mô hình hố chứa rác thải nông nghiệp hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả tích cực,
không chỉ tác động tích cực đến nhận thức của người nông dân về rác thải nông nghiệp mà còn giải quyết hiệu quả vấn đề rác thải nông nghiệp, góp phần thực hiện bền vững tiêu chí môi trường với một cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp của xã nông thôn mới Mỹ Thành Đông. An cư lạc nghiệp là mơ ước của tất cả mọi người, nhưng với những gia đình nghèo thì rất khó thực hiện. Cảm thông chia sẻ với những mong ước đó, 5 năm qua, từ năm 2013 đến năm 2018, các ngành các cấp trên địa bàn huyện Bến Lức đã vận động và trao hơn 60 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, mỗi căn có giá trị từ 35 đến 50 triệu đồng đến các gia đình. Trong căn nhà tình thương, bà Lê Thị Hoàng Nam ở ấp 1 xã Tân Bổ, trước đây cả 4 thành viên trong gia đình phải tá túc trong căn nhà lụp xụp. Mọi chi phí sinh hoạt gia đình đều nhờ vào đồng lương công nhân của con gái bà. Thấy gia đình bà Nam chí thú làm ăn, nhưng cái nghèo mãi đeo bám. Tội nhất là đứa cháu nhỏ, mỗi khi trời mưa gió phải sang nhà hàng xóm ở nhờ, bởi sợ nhà sập. Trước khó khăn đó, Đảng ủy xã Tân Bổ cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã vận động hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng để cả nhà có mái ấm, an cư, an tâm làm ăn, cải thiện cuộc sống. Thì tôi cũng mong rằng, thì tới đây, thì cái gia đình bà Lê Thị Hoàng Nam cũng cố gắng vươn lên để làm thành thế nào coi như là xóa cái hộ nghèo của cái ấp của chúng ta. Thì từ đây coi như là chỉ có cái máy ấm rồi an cư thì là nghiệp. Thì đảng ủy rồi ủy ban cũng hết sức quan tâm về các cái tiêu chí về nhà ở cho là hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thực hiện cái công tác xã hội hóa để vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương là cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những căn nhà tình thương mà các cấp hội đã vận động xây dựng không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, tạo điều kiện cho người nghèo an cư lạc nghiệp mà còn là niềm động viên to lớn để những người nghèo vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Lễ khai mạc trưng bày chuyên đề Hồ Chí Minh, chân dung một con người đã diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 1890-2019, 50 năm thực hiện di chúc của người. Với gần 200 tài liệu hiện vật, ảnh tiêu biểu được thể hiện ở hai nội dung Hồ Chí Minh trọn đời vì nước vì dân và Hồ Chí Minh trong trái tim nhân loại, trưng bày thể hiện các giai đoạn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác và sau khi đất nước giành được độc lập. Những hiện vật tiêu biểu gồm có bản thảo, bút tích, các bài báo, tác phẩm do chính tay Chủ tịch Hồ Chí Minh viết hoặc đánh máy trên nhiều loại giấy khác nhau. Trong đó, có một số hiện vật là bảo vật quốc gia như sách Đường Cách Mệnh, tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký, bút tích, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Cái triển lãm này, nó là một cái sưu tập nó gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi ta nói Hồ Chí Minh, nhân cách Hồ Chí Minh, con người Hồ Chí Minh thì chúng ta không chỉ nghĩ tới cái nhân cách ấy, con người ấy nó trường tồn với lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, với dân tộc Việt Nam, với đất nước Việt Nam. Bác đã 5 lần đến bảo tàng cách mạng và 3 lần bảo tàng lịch sử, nay là bảo tàng quốc gia là 8 lần. Thì bác luôn dạy với những người làm bảo tàng và muốn nói với mọi người là đây là một cái trường học tốt đối với mọi người Việt Nam chúng ta, đối với các thế hệ mai sau. Cho nên ngay cả cuộc triển lãm này chúng tôi cũng nghĩ là một trường học tốt cho mọi thế hệ công chúng, mọi thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam, lực lượng vũ trang đến đây học tập về tấm gương vĩ đại của Bác, về con người của Bác. Thông qua trưng bày, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mong muốn góp phần giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh, tấm gương sáng về cuộc sống giản dị, chí công vô tư của một người cộng sản. Trưng bày diễn ra đến hết tháng 8 năm 2019. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019, chiều ngày 16 tháng 5, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Minh Đạo, quận 3. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh,
Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung gửi lời chúc mừng tới Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự và toàn thể chư tôn giáo phẩm Tăng Ni Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam một mùa Phật đản quan hỷ các tường, mọi mặt Phật sự đều thành tựu viên mãn. Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ vui mừng trước thành công tốt đẹp của Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vê-sát 2019 vừa diễn ra tại Hà Nam, không chỉ khẳng định vai trò vị thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mà còn cho thấy một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển và chủ động hội nhập quốc tế. Hòa Thượng Thích Thiện Nhân cho biết thành công viên mãn của Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vê-sát 2019 tiếp thêm niềm quan hỷ, tinh tấn để toàn thể Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM nói riêng tiếp tục phát huy tinh thần, phụng sự đạo Pháp, dân tộc, góp phần xây dựng TP.HCM và quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.